xa cách với những gì mà các anh các chị ở đây nuôi dưỡng mong muốn cho thế hệ con em của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng mọi người bạn. Vâng. Cũng kính cảm ơn thầy cho những lời đạo từ rất là quý báu, rất là xúc tích và rất là thiết thực để cho chúng con học hỏi cái con đường tu học và hướng về các em đúng con đường chánh đạo của Đức Phật và trao truyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni và kính thưa toàn thể huynh trưởng gia đình Phật tử cùng các vị Phật tử. Những cái lời ban đầu từ thì thầy đã ban đầu từ. Chúng tôi chỉ xin nói lên những cái cảm xúc khi đến buổi lễ trung niên từ thứ 19 của gia đình Phật tử Giác Tâm. Kính thưa chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni cùng gia đình Phật tử, cảm xúc đầu tiên của chúng tôi khi bước chân đến hải ngoại được chứng kiến một gia đình Phật tử đang sinh hoạt bên nước ngoài như vậy, chúng tôi rất là cảm động. Thực sự ngày xưa khi tôi còn nhỏ thì chính hình ảnh các huynh trưởng gia đình Phật tử đã là một cái hình ảnh rất đẹp và chúng tôi phát tâm xuất gia cũng từ trong gia đình Phật tử. Cho nên hôm nay được ở đây chứng kiến được sự sinh hoạt của gia đình Phật tử Lương Tâm, tôi rất là cảm động và nhớ lại cái thời thơ ấu của mình. Ngày xưa đối với tôi, hình ảnh các huynh trưởng là một hình ảnh rất đẹp. Và những bài hát, những câu chuyện, những trò chơi nó in sâu vào tàn thức. Và từ đó nó phát khởi lên ý tưởng xuất gia. Và chúng tôi cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng cầu chúc cho gia đình Phật tử càng ngày càng vững mạnh, càng ngày càng đi lên và số đoàn sinh càng ngày càng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cúi đầu đảnh lễ Ni Sư đã ban cho chúng con những huân từ đó để cho chúng tất tánh cho con trên con đường phù hợp và chẳng đại A Di Đà Phật. Và bây giờ con cũng sau của lời của thầy, của ni sư, và con cũng cũng thể quý thầy quý cô cho tụi con thêm vài lần để sắp tánh tụi con trên con đường tu học và hướng dẫn cho các em. Và con mời quý thầy quý cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả quý anh chị trong ban huynh trưởng gia đình Phật tử Nhất Tâm cùng tất cả quý bác quý anh chị phụ huynh cùng với các em trong gia đình Phật tử Nhất Tâm thân thương. Thật là một cái duyên lành hôm nay thầy xin đến đây được tham dự cái lễ kỷ niệm chu niên lần thứ 19 của gia đình Phật tử Nhất Tâm. Có thể nói rằng đây là
một trung tâm mà tất cả quý anh chị cùng quý bác đã bỏ tâm huyết rất nhiều để đào tạo cho các em. Thứ nhất là phát triển được tiếng nói của người dân Việt khi chúng ta sống xa xứ. Thứ hai là hướng dẫn cho các em biết được giáo lý của Phật Đà. Thứ ba nữa cũng hướng dẫn cho các em biết được lối sống đạo đức của một con người đúng với tinh thần của Phật dạy. Cho nên bản thân của thầy đến đây cũng rất là cảm động khi thấy các em về đây sinh hoạt rất là nhiều, và bên sự hy sinh của các bác, các anh chị huynh trưởng cùng với sự kết hợp của tất cả các bậc phụ huynh đã tạo cho con em của chúng ta có một môi trường sinh hoạt rất là bổ ích. Cho nên một lần nữa thầy xin cảm niệm công đức của tất cả các bác, các anh chị, và xin chân thành cảm niệm công đức của tất cả các bậc phụ huynh đã biết hướng dẫn cho con em chúng ta đến một nơi có một cái môi trường giáo dục rất là bổ ích. Và thầy cũng nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho các em cùng các bậc phụ huynh và các anh chị trong ban huynh trưởng của gia đình Phật tử Nhất Tâm luôn được dồi dào sức khỏe và phát tâm phụng sự đạo để giúp ích cho đời. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con đến lễ cảm tạ cảm tri ân lời chấp tâm của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thiện trì chư tôn đức tăng ni và kính thưa liệt quý vị có mặt hôm nay. Hôm nay là kỷ niệm 19 năm của gia đình Phật tử Nhất Tâm. Đáng lẽ con không nói điều này vì tại cái điều này nó không có trong chương trình, nhưng mà qua cái lời đạo từ của thượng tọa dạy, con bức xúc bùi ngùi, cho nên con xin chư tôn đức tăng ni hiện tiền và quý vị cho con đôi phút để nói lên được cái lòng mà ấp ủ bấy nhiêu nay của con. Xin chư tôn đức hiện tiền và quý vị hoan hỷ cho. Thật là đúng như vậy, thưa quý vị. Gia đình Phật tử đã có 19 năm. Hôm nay mình nhàn đứng ở đây rất là bùi ngùi. Vào năm 1998, với một cái tâm nguyện, Minh Nhàn lập ra gia đình Phật tử với sự yểm trợ của một số huynh trưởng, cựu huynh trưởng, để lập ra gia đình Phật tử Nhất Tâm. Sinh hoạt được 3 năm thì Minh Nhàn lại rời gia đình Phật tử Nhất Tâm để đi làm một cái Phật sự lớn khác. Nhưng nghịch duyên của gia đình Phật tử lại đến, và hầu như đi đến gần như là phải giải tán vì số lượng huynh trưởng, vì nhiều lý do rời đơn vị. Đoàn sinh từ 100 em chỉ còn lại 20 em, và 20 em đó bây giờ là những hạt gạo chắc, là những hàng huynh trưởng hồi nãy đứng trên sân khấu mà quý vị đã thấy. Vào lúc đó, bác gia trưởng Nguyên Trọng Nguyễn Văn Trân hiện tại đã dạy Minh Nhàn như vậy: anh đẻ con ra thì anh phải lo, phải có trách nhiệm chăm sóc
bảo trì nó. Anh không có quyền giao cho ai hoặc là ký thác cho ai được hết, bỏ mặc nó cho ai được hết. Lúc đó mình nhàn rất là ngại ngần. Đứng trước cái tình hình như vậy, Minh Nhàn vì đàn em, vì lời dạy của bác gia trưởng, từ chức thư ký của chùa Thuận Yên trở về với gia đình Phật tử Nhất Tông. Lúc đó, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, Minh Nhàn nói rằng bác gia trưởng dạy như vậy, thì Minh Nhàn coi gia đình Phật tử Nhất Tông như một đứa con tinh thần mà cho Minh Nhàn tạo ra. Vì cái tình thương của cha mẹ đối với con mới được bao la, mới hết lòng. Và vì coi như là đứa con của mình thì cha mẹ không bao giờ bỏ con. Với cái tâm huyết đó, Minh Nhàn đã cùng bác gia trưởng, ban nguyên trưởng tạo dựng lại gia đình Phật tử Nhất Tông cho đến ngày hôm nay, được tròn 19 năm. Cho nên hôm nay với đạo từ của thầy, con đứng bên kia con nói chắc thầy hiểu được tâm con, cho nên con bùi ngùi con mới chia sẻ hôm nay. Và khi mà gia đình Phật tử trưởng thành, một nhu cầu sinh hoạt mới, một thế hệ mới, thì thưa quý vị, bây giờ các em của con đã trưởng thành và rất vững chãi, một đội ngũ huynh trưởng nhiệt huyết, đầy lòng và đầy khả năng để hướng dẫn các em. Thì lúc này con phải trao cái chức liên mục trưởng để điều hành gia đình Phật tử lại cho những huynh trưởng trẻ đó, và anh về hương sử thành thay tân, thay Minh Nhàn để điều hành gia đình Phật tử, và mong rằng phát triển hơn. Nhưng mà thưa quý vị, trong ban huynh trưởng ban đầu năm 2017 thì có những cái sự bỡ ngỡ, có những cái sự vấp váp. Nhưng thưa quý vị, vài tháng gần đây ban huynh trưởng đã nỗ lực đưa gia đình Phật tử về một cái nề nếp và có những cái khả quan rất là khá về việc tu học, sinh hoạt và chất lượng của các em. Xin quý vị cho ban huynh trưởng trẻ một vàng vỗ tay. Thì như vậy quý vị, với cái tấm lòng như vậy, với cái nhiệt huyết của ban huynh trưởng nhất gia đình Phật tử Nhất Tông, Minh Nhàn luôn luôn vẫn là một người coi gia đình Phật tử Nhất Tâm như một người con tinh thần mà không bao giờ rời bỏ, mà giao lại cho các em huynh trưởng trẻ thay tân để điều hành ban huynh trưởng gia đình, ban vừa điều hành hướng dẫn các em sinh hoạt và tu học, hướng dẫn đàn em theo một cái thời đại mới với một cái ngôn ngữ mà các em đủ khả năng để làm. Minh Nhàn thì không có đủ khả năng tiếng Anh để mà hướng dẫn các em thế hệ trẻ. Vì vậy Minh Nhàn mới đành phải nhờ tới ban huynh trưởng trẻ để làm việc này. Và đó là cái con không nói ra hôm nay, nhưng mà vì lời dạy của chư tôn đức tăng ni, con phải ngậm ngùi chia sẻ một chút để cho mình cảm thấy có một cái niềm vui trong cái ngày kỷ niệm 19 năm của gia đình Phật tử Nhất Tâm. Và A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện tiền, kính thưa được quý vị, trước hết chúng con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni đã bỏ thời gian quý báu và nhiều phật sự đa đoan quang lâm về đây chứng minh và ban đạo từ sanh tánh chúng con, để chúng con có được những năng lượng để tiếp tục hướng dẫn và hướng dẫn xây dựng gia đình Phật tử, hướng dẫn đàn em của chúng con ngày càng một tốt đẹp hơn, để khỏi phụ lòng thương yêu đùm bọc dạy bảo của chư tôn đức tăng ni hiện tiền, cũng như quý vị chư tôn đức tăng ni nói chung.
Ở đây chúng con xin một lần nữa kính chúc chư tôn đức tăng ni hiện tiền, pháp thể thiên an, chúng sanh dị độ, Phật sự được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng tôi cũng xin kính thưa quý vị quan khách, quý vị phụ huynh, quý vị thân hữu, các anh em cụ đoàn, cụ huynh trưởng, cụ đoàn sinh của gia đình Phật tử Nhất Tâm có mặt hôm nay, đã đến được với cái số 19 năm thành lập của gia đình Phật tử Nhất Tâm, cũng không phải là không thiếu được những lòng yêu thương luôn luôn ủng hộ tinh thần, vật chất và tình tài cho ban huynh trưởng gia đình Phật tử Nhất Tâm đủ điều kiện để hướng dẫn các em trong cái quá trình sinh hoạt. Chi tiêu ở cái Mỹ này thì nó cái chi tiêu nó rất là quan trọng, mà được quý vị yêu thương đùm bọc và luôn luôn ủng hộ, cho nên gia đình Phật tử Nhất Tâm mới có được cái trung tâm hôm nay để cho tạo điều kiện tạm đủ cho các em sinh hoạt. Đó là công đức của liền quý vị mạnh thường quân, quý vị phụ huynh, quý thanh hữu và quý vị phụ đoàn sinh, các anh em huynh trưởng đã đóng góp rất là nhiều công sức để gia đình Phật tử có được một cái ngôi nhà làm thanh thương này. Đó là cũng nhờ công đức tất cả mọi người mới được thành tựu như hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn ban ẩm thực và quý vị phụ huynh hôm nay đã cho một bữa tối có ngon không quý vị? Xin cho tràng vỗ tay cho ban ẩm thực ạ. Và hôm nay Minh Nhàn đứng đây cũng rất là vui khi một ban huynh trưởng trẻ với nhiệt huyết để có một cái sân khấu. Bây giờ là sân khấu người ta chỉ làm bằng phim ra thôi, design rồi phim ra thôi. Nhưng mà Nhất Tâm là đi ngược lại, các em là bỏ công sức để có một cái teamwork để làm lên những cái mà bài tay như vậy là công phu lắm. Cái đó là một cái mà Tâm rất là mừng các em, nhất là các em ở trong cái ngành thanh đó. Cho tràng vỗ tay ngành thanh nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện tiền. Và kính thưa quý vị quan khách, một lần nữa chúng con xin tri ân chư tôn đức tăng ni và cảm ơn quý vị đã có mặt đến tham dự hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào cảm ơn Phật, xin cảm ơn anh Minh Nhàn với những lời phát biểu, những suy nghĩ của mình về chủ niên hôm nay. Thì chủ niên là bất đây phải quý vị, bất đây phải cắt bánh. Đấy, bây giờ xin mời quý anh chị dưới kia mang bánh lên đây mình cắt bánh sinh nhật nha. Đấy, thì trong khi các bánh sinh nhật cử bài hát Happy Birthday, chúng con cũng xin mời tất cả mọi người trên có chư tôn đức tăng ni ở dưới có quý vị phụ huynh với các em ở đây, chúng ta hãy hát bài Happy Birthday thay vì Happy Birthday to you, thì một lát cái đoạn đó mình hát Happy Birthday to Nhất Tâm nha. Được quý vị? Được yếu quá, được quý vị? Yeah. Yes, thank you. Bây giờ tới ngồi cắt bánh thì chúng con xin cung thỉnh trên chư tôn đức tăng ni chúng ta lên đến đó mình cắt bánh chung với gia đình Phật tử Nhất Tâm. Xin mời bác, anh chị huynh trưởng, đại diện quý phụ huynh, mình chúng ta mình lên mình cắt bánh sinh nhật mừng Nhất Tâm vừa tròn 19 tuổi. Một lần nữa chúng con xin cung kính cung thỉnh chư tôn đức và xin mời quý vị. Mời quý thầy, quý sư cô rồi mình lên em.
mời các bậc phụ huynh lên các bạn để cho các em lắng nghe. Mời các vị phụ huynh, các huynh trưởng. Mời nhị sư, thiệt nhị sư, quý cô. Quý cô bố mẹ ngủ với mẹ cho thịt máu, cắt máu và đi về. Chào huynh trưởng đâu hết rồi. Chào huynh trưởng lên luôn. Giờ một đánh các em lên chụp hình luôn. Chúng ta hát bài Happy Birthday nha. Cảm ơn anh luôn. Happy birthday to you. 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 Bây giờ chúng ta mời tất cả huynh trưởng lên chụp cái hình lưu niệm nha. Dạ dạ. Thanks to you. Dạ. Đèn ơi. Tắt đèn. Thổi đèn đi. Nhiều quá. Thổi nó bay ăn. Bắt thở đèn đi. Dạ cho xin chút ánh sáng cho nó sáng cho mặt các em.